Xin chào tất cả mọi người, tất cả những khán giả mà trong suốt thời gian qua theo dõi kênh của những YouTuber chính nghĩa, bên vực cho lẽ phải. Hôm nay tôi muốn nói một số điều trước khi mà tôi dừng lại. Tôi không muốn tham gia vào cái câu chuyện của gia đình hai nhà giáo nữa. Mấy hôm nay thì tôi thấy là anh chàng bán rau và một số YouTuber chính nghĩa thì họ nói là họ sẽ ngưng nói về cái đề tài câu chuyện của gia đình của nghệ sĩ. Thì tôi cũng rất là đồng ý, tôn trọng quyết định của họ, bởi vì họ cảm thấy rằng là mình là người mà. Mình là người mình nói thì đâu có lại những cái con chó sủa, con chó hoang mà nó sủa thì loài người chúng ta không bao giờ mà nói lại được. Những cái bọn mà lưu manh, những cái con đĩ điếm thì không bao giờ mà chúng ta có thể mà tranh cãi tới cùng được. Bởi vì thật sự thì mọi người chắc ai cũng hiểu cái thế giới mà bia ôm đĩ điếm á, và cái thế giới lưu manh ấy, thì á, nó mà chửi nhau thì không ai chửi lại. Mọi người thử nghĩ coi tôi có nói có đúng không. Ví dụ như là tôi sống ở gần những cái quán bia ôm, xung quanh tôi rất là nhiều quán bia ôm, rất là nhiều những cái nhà hàng, và tôi là người làm về người làm đẹp thì cái chuyện mà tôi giao tiếp với mấy cái cô làm gái bia ôm ấy thì tôi giao tiếp hàng ngày và tôi giao tiếp rất là nhiều. Thì mọi người cứ tưởng tượng xem, mấy chục năm nay tôi làm cái nghề làm đẹp thì tôi giao tiếp hàng vài tới vài ngàn cô gái tiếp bia rồi. Chẳng lẽ tôi không phải là một người hiểu về những cái cô bia ôm nhất hay sao? Không bao giờ mà những con người chân chính mà có thể mà tranh cãi mà thắng được một cái cô bia ôm. Tôi chứng kiến rồi. Có những cái người khách á, có những người khách mà họ đi ra tới ngoài đường á, mà các cô ấy chạy ra tới ngoài đường để các cô ấy động đà động đảnh, để các cô ấy vuốt ve, để các cô ấy xin tiền bo. Tôi hàng ngày tôi chứng kiến, tại vì cái nhà hàng bia ôm nó kế bên tôi mà. Hàng ngày tôi thấy các cô ấy chạy ra tới ngoài đường để các cô ấy xin tiền bo của khách. Các cô ấy không biết xấu hổ là gì. Thậm chí là tôi còn chứng kiến một cái cô tiếp bia này già rồi nha, khoảng chừng cô này phải ba mươi mấy tuổi rồi, ba mấy bốn mươi rồi, nhưng mà vì cô nhỏ con cho nên là nhìn cô rất là trẻ. Đó là lý do mà tại sao mà hôm bữa có một người ta nói là người ta là bạn của cái con giáp 13 đấy, mà có nhiều người nói là cô ấy không phải là bạn mà là anh chàng bán rau thuê. Thực ra thì trong cái thế giới mà bi ôm ấy thì có những cái cô 17, 18 dưới miền Tây mới lên đi làm, có những cái cô thì đã đẻ 2-3 đứa con rồi, thậm chí là đang có chồng, họ cũng đi lên trên đây họ bán bi ôm. Thì tôi cũng chứng kiến nhiều cô, tại vì hàng ngày tôi làm móng tay, làm tóc cho mấy cô, tôi biết mà, họ tâm sự hết á. Thì có những cô mới có 16, 17 thôi, còn có những cô đã tới là ba mấy 40 rồi, 37, 38 tuổi rồi. Thì đó là lý do mà tại sao mà hôm bữa anh chàng bán rau có một người gọi điện thoại lên thì nghe cái giọng ai cũng nói là già lắm, đây là người mà anh chàng bán rau thuê. Thì thực sự ra thì điều đó cũng không có cái gì là không thể giải thích được. Thì có những cái cô mà già già rồi ha, 2-3 đứa con rồi ở dưới miền Tây, thậm chí là có cô còn chưa ly dị nữa cơ. Hàng ngày ông chồng ông ấy chở đến, ông ấy thả xuống trước cửa nhà hàng. Ông chồng ông chở vợ đi bán bia ôm. Đó. Thì cái nghề đó nó là cái nghề mà mọi người biết không? Cái nghề đó là cái nghề mà một ngày thôi họ có thể kiếm được mấy triệu bạc. Đó. Nếu như họ là một người có nhan sắc, họ là một người có thể là không đẹp nhưng mà họ chịu chơi, họ chịu chiều khách, họ chịu cho khách thỏa mãn thì họ làm rất là nhiều tiền. Đó. Cái anh mà anh ấy làm quản lý cái nhà hàng đó, anh nói với tôi là tụi nó kiếm riêng cái tiền mà tiền bo không ấy là tụi nó kiếm một tháng mấy chục triệu đấy em. Còn hàng đêm chúng nó đi khách thì cái chuyện đó mình không biết, nó đi một đêm bao nhiêu thì mình không có hỏi. Nhưng mà mình chỉ biết là hàng ngày khách bo tụi nó đó là tụi nó đếm rồi tụi nó kể là ngày nay em được bao nhiêu thì có ngày tụi nó được 1 triệu, có ngày tụi nó được 2 triệu, 3 triệu. Nó tùy theo cái ngày hôm đó khách họ tới đông hay là vắng.
Thì anh ấy nói là bọn bọn này nó làm ra tiền nhiều lắm em ơi, nhưng mà nó không bao giờ là nó biết để dành, nó không bao giờ nó biết để dành, nó không tiết kiệm. Bởi vì cái đồng tiền không phải đổ mồ hôi công sức ra thì nó ăn xài vô tội vạ lắm. Nó làm được bao nhiêu là ngày hôm sau nó đi ra chợ là nó sắm quần sắm áo giày dép, rồi là nó đi đêm nó đi vào ba, nó bao mấy cái thằng giang hồ ấy, đêm nó đi vào ba nó bao mấy cái thằng giang hồ đi ăn đi chơi, xong rồi bắt đầu là tụi nó đi thuê khách sạn, tụi nó ngủ với nhau. Nhưng mà bao giờ thì nó cũng nói với khách hàng là em khổ lắm, em ở dưới quê em làm, em đi nuôi cha nuôi mẹ nuôi các em ở dưới quê để cho người đàn ông người ta thương người ta bo, nhưng mà thực ra thì chỉ là nói xạo nói đáo thôi. Thì đó, tôi nói đến những cái cô bio mới là cái tài mà xảo trá điêu hoa và gian xảo thì không ai bằng. Những cái từ ngữ thô tục mất dạy vô văn hóa nó rất là phong phú và nó rất là giàu cái vốn để mà cãi lộn, cái vốn từ để mà cãi lộn mới là mấy cô bio là số một. Và những cái tầng lớp mà YouTuber mà đứng ra mà bảo vệ cho cái con giáp 13 này thì họ cũng là thuộc cái dạng là họ cũng đã từng có một cái quá khứ y chang như cái cô con giáp 13 này. Tôi nói ví dụ như là cái cô Kiều 88 này, cái cô Cún Nhà này, rồi cái cô En Chì Cuộc Sống Mỹ này, cô Thu Tuyền Tây Đô này. Họ cũng có một cái quá khứ, một thời cái quá khứ y như là cái cô con giáp 13 này. Đó là lý do mà tại sao họ rất là nhiều giọng điệu để mà họ đứng ra để mà họ chửi bới, nhục mạ cái người vợ đầu và gia đình của cố nghệ sĩ. Bởi vì họ cũng là cái thành phần bất khảo, họ là cũng là cái thành phần có một cái quá khứ xấu xa, cho nên là họ bênh vực nhau. Và họ rất là giỏi trong cái vấn đề mà tranh cãi, những cái lời nói mà bị đặt xuyên tạc là số một, là cái tầng lớp mà gái giang hồ ấy, trai tứ chiến và gái mại dâm ấy, thì cái tầng lớp đó thì nói về cãi nhau thì không ai mà lại được. Thì cái bọn mà YouTuber mà nó bênh vực cho con giáp thứ 13 thì nó là lưu manh, nó cũng là cái thành phần lưu manh thôi. Cái thành phần đó cũng là cái thành phần mà nó cũng không ra gì, bởi vì nếu nó là người tốt thì nó không bao giờ nó lại đứng ra nó bao che cho cái xấu. Nếu nó là người tốt thì không bao giờ nó chửi rủa nhục mạ hai người nhà giáo và một người nha sĩ. Đó. Nói tóm lại là cái bọn YouTuber bằng thiểu bảo vệ cho cái người phụ nữ xấu xa đó thì bọn chúng nó là những thằng xấu xa, bị ổi, vô liêm sỉ. Thì đó là cái lý do mà tại sao mà những người YouTuber chính nghĩa họ phải dương cờ trắng để mà họ đầu hàng. Họ đầu hàng không phải là họ thua cuộc. Họ đầu hàng ở đây là vì họ muốn là cô thầy và người vợ cũ không bị đem ra để mà bàn tán, để mà bôi nhọ trên mạng. Họ dừng lại để cho cái người cố nghệ sĩ đó họ được yên nghỉ nơi chiến suối. Chứ đừng có nói cái chuyện thắng thua ở đây. Nhưng mà cái bọn YouTuber vô học thức ấy, thì hai ngày nay nó thấy người ta dừng lại thì nó lại bắt đầu là không biết dừng lại, mà bắt đầu nó lại đắc thắng. Nó lại cho rằng là người ta là người thua cuộc, và nó cười nhạo chứ. Nó cười nhạo những người YouTuber chính nghĩa, nó cười nhạo họ, nó nói là họ thua rồi. Thì tôi cũng nhắn nhủ với mấy người như thế này nè. Mấy người đừng có nói là anh chàng bán rau và Phan Phong là thua cuộc. Mà mấy người á, hãy nên nhục nhã là người ta là con người cư xử văn minh. Người ta là những con người có học và người ta biết điểm dừng. Người ta biết dừng lại đúng lúc. Người ta là những con người có sự hiểu biết, có học thức và văn minh, có cái tâm, người ta biết dừng lại. Bởi vì người ta nói rằng là hai cái kẻ ngu ấy, người ta nói rằng là tranh cãi với một thằng ngu ấy thì rốt cục cuối cùng không biết thằng nào là thằng ngu. Đó là lý do mà người ta đã dừng lại. Bởi vì tranh cãi với những cái loại mà nó
không biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Tranh cãi với một kẻ điên thì thà vặt cái đầu gối ra để mà tranh cãi. Cho nên người ta dừng lại là đúng. Bản thân tôi này, tôi cũng đâu có rảnh rỗi, tôi ở không đâu mà tôi có thể mà tôi theo, tôi tranh cãi với mấy con điếm. Đâu thể nào mà tranh cãi lại với cái con kiều 88, với cái con em chì, cái con cún nhà, cái con tím dương. Toàn là cái bọn mà một thời làm gái, toàn là cái bọn một thời đi dụ dỗ đàn ông. Cả làm sao mà tôi có thể cãi lộn lại với cái miệng của chúng nó được. Đó, cho nên tôi cũng nghĩ rằng là thôi thì dừng lại. Dừng lại để mà cho cô thầy và người vợ cũ được yên. Và dừng lại để cho cái người nằm xuống, người ta cũng được an nghỉ nơi chín suối. Tôi rất là hoan nghênh cái hành động của những cái YouTuber chính nghĩa và rất là ngưỡng mộ họ. Họ là những con người mà không có vì đồng tiền mà họ sẵn sàng dừng lại cái câu chuyện này. Còn những cái kẻ mà nó sống nó chỉ biết chữ tiền thôi ấy, thì nó sẽ bất chấp, nó sẽ bất chấp, nó chẳng có bao giờ nó dừng lại đâu. Thật sự ra chỉ khi nào mà công an mà mời nó lên mà lập cho nó cái biên bản để nộp phạt á, thì lúc đó nó mới sáng mắt nó ra thôi. Hoặc là khi nào mà người ta đánh sập cân của nó á, thì nó mới sáng mắt nó ra thôi. Chứ cái bọn đó không bao giờ nó dừng lại. Nó sống vì tiền mà. Nó sống vì tiền thì nó sẽ là cái người kẻ mà sống mà chỉ sống cơ hội, cái kẻ cơ hội. Cứ cơ hội tới là có tiền là nó làm nó sẵn sàng nó mượn vào cái sự dừng lại của những cái YouTuber chính nghĩa mà nó bắt đầu là nó lợi dụng, là nước đục thả câu, là bắt đầu là nó tiếp tục, nó vẫn tiếp tục mấy ngày hôm nay, nó vẫn tiếp tục bôi nhọ chửi rủa cái người vợ cũ và cha mẹ của nghệ sĩ. Đó là một cái hành động vô liêm sỉ, đáng là nhục nhã. Người ta cư xử văn minh thì mình cũng cư xử văn minh đi, dừng lại đi để cho nó lắng xuống. Tôi nói mấy người này, tất cả mọi cái thì nó đều trở lại vị trí cũ của nó. Nó đều trở lại về nguyên bản của nó. Một con bi ôm thì nó vẫn là một con bi ôm. Một con điếm nó vẫn là một con điếm. Một kẻ đi giựt chồng thì nó mãi mãi là một kẻ đi giựt chồng. Một người vợ tàu khang thì mãi mãi vẫn là người vợ tàu khang. Và hai nhà giáo ưu tú thì mãi mãi là hai nhà giáo ưu tú. Tất cả mọi thứ nó sẽ về chính cái phiên bản cũ của nó, không thay đổi được. Dù mọi người có cố tình bóp méo sự thật, chà đạp vùi dập họ thì họ vẫn là những con người cao quý, họ vẫn là những con người lương thiện, chân chính và được mọi người kính trọng. Biết bao nhiêu những người tầng lớp trí thức, những con người am hiểu, người ta vào người ta để lại những cái bình luận nghe rất là thấu tình đạt lý. Còn cái phía bên cái con lờ lờ kia thì toàn là những cái loại là vô học thức, những cái loại mà thiếu hiểu biết, những cái loại mà ngày xưa cũng một thời làm điếm. Đó. Vào bình luận khen ngợi rồi là bảo vệ, cái rồi bôi nhọ sỉ nhục cái người vợ và cái gia đình của cái anh cố nghệ sĩ. Đó, nhìn cái hình cưới của cái anh cố nghệ sĩ đi. Nhìn hình cưới của họ đi. Cái cô vợ cũ, cô ấy đẹp, nhìn cô ấy có một cái nét đẹp trong sáng. Một cái nét đẹp trong sáng, một cái nét đẹp rất là đẳng cấp. Chứ đâu có phải cái nét đẹp mà nó như cái con giáp 13 đã không có được đẹp bằng người ta rồi ha. So ra thì cái tướng thì u vai thịt bắp, cái tướng thì quá đô con, cái gương mặt thì phẹt phẹt phèn phẹt ra y như là cái bà mẹ như cái bà gì hả, xong là lại còn sửa sắc đẹp nữa, cắt mí mắt rồi rồi là
sửa sông mũi. Thì khi mà sửa rồi thì nhìn dĩ nhiên là nhìn nó quay được hơn cái lúc chưa sửa, nhưng mà nó có một cái nét con người nó không đàng hoàng, nó thể hiện ra ở cái gương mặt, cái cặp mắt cô ấy đã sửa, nó đã bị lỗi rồi. Đi sửa mắt, đi cắt mắt kiểu gì mà nó bị lỗi, nó giống như mắt lé vậy đó. Xong rồi là lại gian nữa, cặp mắt này gian nữa, mà lại nhìn cặp mắt nó lăng loàng nữa. Nhìn cái cặp mắt của cái cô vợ cũ đi rất là trong sáng, trời ơi đẹp, mà tôi nhìn tôi cứ tưởng là cô ấy là một diễn viên, một ngôi sao Việt á, đẹp dễ sợ luôn. Nhìn người ta rất là sang trọng, quý phái. Còn cái con giáp 13 này thì cứ cho mình là đẹp. Nhìn thì lẳng lơ, cặp mắt thì lăng loàng mà nó gian xảo. Cặp mắt nhìn nó hèn hạ lắm. Nó không có, cặp mắt nó không có sang. Cái con người phụ nữ đó ăn thua là cái thần thái. Cái con người nó phải có một cái thần thái. Con người nó đừng có bần hèn, nó đừng có gian xảo. Cái sự gian xảo, sự bần hèn nó thể hiện ở trên cái khuôn mặt, nhất là cái cặp mắt. Cái cặp mắt cô ta nhìn nó rất là ghê tởm, nó rất là lăng loàng và nó gian xảo, nó bần hèn lắm. Tôi nói cho cô biết, cô đừng có tự hào. Thì bây giờ tất cả mọi cái nó đều trở lại nguyên cái phiên bản của nó. Vi ôm thì nó mãi mãi vẫn là con vi ôm thôi. Kẻ đi giật chồng, cướp cha của người ta thì nó cũng vẫn y chang là như thế. Và người vợ bị con giáp 13 nó cướp mất chồng của mình, những đứa trẻ mất cha thì nó cũng vẫn là như thế. Người vợ cũ mãi mãi là một người phụ nữ có tài, có sắc vẹn toàn, có tài, có tâm, có đức, nhan sắc vẹn toàn, mãi mãi được chúng tôi ngưỡng mộ, mến phục. Thầy cô vẫn là những con người lương thiện, chân chính, là những nhà giáo ưu tú, sống có ích cho đất nước. Chúng tôi mãi mãi kính trọng họ. Chỉ có những cái thằng YouTuber mà lưu manh vô học ấy, nó mới bắt đầu, nó mới là tỏ vẻ ra là nó sung sướng, nó ăn mừng, nó cười nhạo, nó cho rằng là chúng nó chiến thắng. Chiến thắng cái gì? Chiến thắng cái gì? Qua cái câu chuyện này thì rất là nhiều người ta nhận ra mấy cái thằng YouTuber bẩn thỉu, người ta nhận ra cái bộ mặt của mấy người, người ta khinh thường. Và sau này mấy người nhìn thấy cái mặt của mấy người ở trên YouTube là người ta ghê tởm rồi, mà người ta cũng không còn tin mấy người nữa. Mai mốt mấy người có chia sẻ những câu chuyện khác cũng không ai tin. Bởi vì mấy người là những cái thằng lưu manh, những cái thằng mà bất chấp, những cái thằng mà vì đồng tiền mà đi làm những cái trò xấu xa. Ai mà còn tin tưởng mấy người? Còn những cái ông cái bà nào mà tin tưởng mấy người mà gửi tiền cho mấy người thì kệ họ, đó là cái sự quả báo của họ, đó là cái nghiệp của họ. Cái nghiệp của họ, họ đi làm ở bên nước ngoài, họ đi làm cực khổ, họ kiếm đồng tiền rồi họ gửi cho YouTuber để mà đem đến hiến dâng cho một cái con đàn bà mà muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, muốn ngồi mát ăn bát vàng. Thì những cái người mà đang hàng ngày đi làm cực khổ để mà mua những cái món đồ, để mà gửi những cái đồng tiền về tặng cho cái mẹ con của cái con giáp thứ 13 ấy, là những người họ mắc nghiệp, họ tạo nghiệp kiếp trước rồi giờ kiếp này họ trả. Đó. Họ đi làm cực khổ, họ kiếm đồng tiền cực khổ. Họ ăn thì họ tiếc, nhưng mà họ lại mua những cái món đồ, họ lại gửi những cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của họ để cung phụng cho cái con giáp thứ 13 này. Đó là cái nghiệp của họ. Kiếp trước họ tạo nghiệp, kiếp này họ trả vậy thôi. Chứ đừng nói rằng là tốt lành gì ở đây hết nha. Những cái con người mà gửi tiền, gửi quà về để cho con giáp 13 xài ấy, thì không có phải là tốt đẹp gì, không có phải là có tâm có gì hết á, mà đó là một sự trả quả báo, một sự trả giá. Đó. Bây giờ cái câu chuyện này ấy,
nên ngưng đi để cho gia đình nhà người ta được yên. Mấy người có cố, mấy người bà đào bới, mấy người có cố đi thuê mướn người để mà bị đặt ra là bạn của cái cô vợ cũ để mà bôi nhọ người ta, thì người ta là những con người đàng hoàng tử tế thì xã hội này vẫn công nhận người ta thôi. Mấy người có đi thuê đi mướn mấy cái con người chẳng ra cái gì để mà ghi âm để mà nói thì cô nha sĩ vẫn là cô nha sĩ, vẫn là làm ăn, vẫn tạo dựng được một cái cuộc sống tốt, nuôi hai cháu trở thành người tài giỏi, sau này hai bé đó lớn lên đó sẽ là những người tài giỏi đó, những con người thành đạt để mà xã hội này người ta ngưỡng mộ. Còn cái con giáp 13 kia thì cái con bé lớn lên nó cũng giống y chang mẹ, nó cũng sẽ trở thành một đứa con gái, một cô gái thích ăn diện, thích ăn ngon, thích mặc đẹp. Bây giờ nó con bé mà nó ăn yến không à? À, nó ăn yến là nó ăn y như là đại gia rồi, bởi vì tiền, đồng tiền không phải là đồng tiền của mẹ nó kiếm ra, đồng tiền không phải là đồng tiền mồ hôi nước mắt đó. Cô ta cho con cô ta ăn yến từ nhỏ, có nghĩa là đồng tiền cô ta đi kiếm được, cô ta đi đào mỏ được của đàn ông thì cô ta ăn sang, thì sau này lớn lên con bé nó sẽ chỉ nghĩ đến giàu sang vật chất thôi đó. Ngay từ khi còn bé rồi, con bé nó đã được có được những cái bộ quần áo đẹp, những cái món đồ chơi đắt tiền, những cái miếng ăn ngon, thì lớn lên nó cũng sẽ quen như vậy, nó sẽ không bao giờ nó có thể mà sống nghèo khổ được, sống giản dị được. Lớn lên nó sẽ y chang như cô ấy. Thế rồi nó mới có 1-2 tuổi thôi, nó mới có 1 tuổi thôi là cô ấy đã tối ngày cầm tiền đô ra cô ấy khoe trên mạng rồi, thì cái con bé lớn lên nó sẽ y chang cô ấy, nó cũng rất thích tiền đô và nó cũng rất thích đem tiền lên trên mạng khoe. À, gần mực thì đen mà. Nhất định là cái con bé đó nó lớn lên nó không thể trở thành người tốt được. Tôi nói sai ấy thì tôi chịu, tôi nói sai tôi chịu trừng phạt. Không thể nào mà một cái đứa trẻ mà nó sống với một cái người mẹ như cô ta mà lớn lên nó có thể trở thành cô gái tốt được. Đầu óc nó bây giờ là đã được hình thành ngay cái chữ tiền ở trong đầu rồi. Đó. Suốt mấy tháng nay cô ta chỉ nhắc đến cái chữ tiền thôi. Và tay cô ta ôm những cái đồng tiền, những cái đồng tiền Mạnh Thường Quân cho là nó YouTuber bẩn, nó tới nó đưa nền cái tiền nó bay ra ngoài nhà như này này, là cô ấy lo cô ấy lấy tay cô cứ chụp tiền như này này, thì tất cả những cái đó nó sẽ hằng sâu trong tư tưởng của cái con bé, nó sẽ biết rằng tiền là quan trọng nhất đó. Cái con bé con này là nó biết tiền là quan trọng nhất và nó sẽ sống vì tiền y như con mẹ nó. Con này chỉ 17 tuổi thôi là nó đã biết đi cặp bồ ông này ông kia để mà nó kiếm tiền rồi. Tôi đảm bảo. Cho nên là những cái cộng đồng mạng mà không có não đó mà gửi tiền về để cung phụng cho mẹ con cô này là đang giúp một cái điều xấu xa ở cái xã hội này. Càng ngày nó sẽ càng có nhiều những cái con giáp 13. Càng ngày nó sẽ còn có nhiều những con bi ôm, những con lương lẹo. Bởi vì người ta làm điều xấu mà người ta được thương hại, người ta được thông cảm, người ta được chia sẻ thì người ta ngu gì người ta không có làm. Đó, cho nên là tôi cũng muốn nói với mọi người rằng đừng bao giờ mọi người cười hả hê trước cái sự dừng lại của Phan Phong, anh chàng bán rau và Tân Vlog. Họ dừng lại là đúng. Họ là những con người biết suy nghĩ. Người thì không bao giờ nói lại với chó hoang. Chó hoang nó sủa thì không bao giờ con người mình có thể nói lại với nó. Nha. Con người thì không thể nào mà sủa được, chỉ có chó sủa thôi, mà chó sủa thì người không thể nào nói được. Bọn đĩ điếm, bọn lưu manh thì nó mà cãi nhau thì không có ai có thể mà tranh cãi với nó được. Tranh cãi với một kẻ ngu thì cuối cùng không biết ai là người ngu. Đó là điều người ta dừng lại rất là đúng lúc, rất là đáng trân trọng. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả các anh em YouTuber, các bạn đã
là một điều đúng đắn, các bạn binh vực lẽ phải. Không phải là riêng câu chuyện này, tôi theo dõi rất nhiều câu chuyện khác, các bạn cũng đều luôn luôn nhìn ra trắng đen, và các bạn luôn luôn bảo vệ lẽ phải. Xã hội này rất là cần những con người như các bạn. Tôi xin cảm ơn các bạn rất là nhiều, và tôi cũng không còn thời gian và không còn hơi sức để mà tôi nói đến cái câu chuyện này nữa. Còn những cái người nào ấy, YouTuber mà ở bên hải ngoại đó, mà gọi về Việt Nam thuê mướn những cái con đàn bà không ra gì để mà giá làm bạn của cố nghệ sĩ đó, thì tôi cũng nhắn nhủ này là ngưng cái hành động đó đi. Hèn lắm, hèn mà nó rẻ tiền lắm nha cô anh chị. Hôm bữa thì cô thuê một người đàn ông đọc cái kịch bản cô viết. Cô là người viết kịch bản và cô nhờ người ta đọc. Có thể là không phải thuê đâu, nhờ cũng được, nhờ bạn bè của cô đọc giùm rồi ghi âm. Nói là vợ của cố nghệ sĩ. Xong rồi đến hôm qua thì cô lại nhờ một cái bà nào ấy ghi âm nói là bạn của vợ cố nghệ sĩ. Chỉ có những kẻ không có não nó mới tin cô rồi. Tôi nghe là tôi biết là cô nhờ người rồi. Còn nếu cô không nhờ thì là cái con giáp 13 nó nhờ. Con giáp 13 nó nhờ gia đình dòng họ nhà nó. Bịa đặt ra là bạn của cái vợ của anh cố nghệ sĩ. Trong khi đó, tất cả bạn bè, bạn học cùng, người ta không biết cái người phụ nữ đó là ai. Người ta không biết cái người phụ nữ đó là ai mà nói là bạn của cô ấy. Nếu cô ấy là người xấu xa thì cái mặt của con giáp thứ 13 này phải có vết dao lam hay là tạt axit tàn đời rồi nha. Mấy người có bị đập, có nói xấu cô ấy thì tôi cũng không tin, và những người cộng đồng mạng có tâm cũng không bao giờ tin. Nếu cô ấy là một người phụ nữ xấu, sao cô ấy cư xử văn minh được như vậy? Suốt mấy tháng trời nay, cô ấy chưa hề lên tiếng, cô ấy chưa hề phản bác lại, mà toàn là con giáp thứ 13 lên hình khóc lóc. Toàn là cái mặt của con giáp thứ 13 đưa lên thôi. Còn cái người vợ cũ, người ta rất là văn minh, rất là đẳng cấp, cô ấy không hề lên tiếng. Cô ấy đâu có cần phải lên tiếng đâu. Cô ấy lên tiếng làm chi cho bẩn miệng ra. Chỉ có cái con giáp thứ 13, chỉ có con điếm là nó thích thanh minh, thích giải bày. Vậy thôi. Đừng có mà bịa đặt những người là bạn của vợ cũ để mà nói này nói kia, nó không có ai tin đâu. Chỉ có những cái loại mà không ra cái gì, loại mà thiếu hiểu biết, loại vô học mới tin thôi. Nhìn người ta, con người người ta, nếu mà người ta không tốt thì bây giờ cái con giáp 13 này là bị tạt axit cháy hết cái mặt rồi, cháy hết đầu hết tóc rồi. Hoặc là bị cắt cái lỗ mũi, hoặc là bị rạch mặt rồi. Một miếng da của cô ấy cũng chưa mất mà. Đi cướp chồng của người ta mà người ta chưa lấy một miếng da của cô ấy. Cô hãy cảm ơn gia đình nhà người ta đi nha, cái cô con giáp 13 kia. Cô ngưng đi. Cô đứng lên, cô kêu mấy cái thằng YouTuber bẩn thỉu kia là ngưng đi. Mấy anh ngưng đi. Bởi vì mấy anh càng làm thì em càng nhục. Bởi vì em là người đi cướp chồng người ta, em là người đi giục chồng người ta. Và em quá khứ em là một con biôm. Mấy anh ngưng đi. Mấy anh càng nói thì thế giới này càng nhiều người biết đến em. Cô tưởng cô là cái gì? Cô là một minh tinh hả? Cô là một ngôi sao hả? Mà cô cho rằng cả thế giới này người ta yêu mến cô. Cô nói rằng là càng nói ra thì càng nhiều yêu mến cô. Cô tai tiếng chứ cô không phải là người danh tiếng. Cô nhớ nha, cô là người tai tiếng, cô không phải là người danh tiếng. Cô nghĩ cô là ai? Cô là chỉ là một con đàn bà hư thân mất nết, một con bia ôm, một con giựt chồng. Loại người vô học thức, vô tâm, vô liêm sỉ, độc ác. Đó, cô coi đi, cô có còn xài được nữa hay không?
Tôi nói cô nghe này, một cái rác thải đó người ta còn có thể tái sử dụng được, còn con người cô là vứt đi, hết xài được rồi.